Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em lại lên chia sẻ các mặt hàng con giống giá cả hợp lý, bình dân nhất cho các bác sưu tầm. Và các bác đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những video mới hàng ngày. Và cũng luôn chân thành cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong những thời gian qua. Hôm nay thì em lại chia sẻ các mặt hàng con giống rất nhiều, đa dạng phong phú luôn. Rất là nhiều các bác, như các bác biết đấy. Thì thời điểm này lan nó cũng rụng lá rồi, cũng toang hoang hết rồi. Và đa số là bán chia sẻ cho những người đam mê thôi. Đó, và cũng chưa có thời gian để mà trồng trọt lại được. Và hôm nay vẫn còn rất là nhiều mặt hàng để chia sẻ những cái giá bình dân nhất cho các bác có thể sưu tầm được. Đó, rất là nhiều luôn. Và hôm nay em sẽ quay chi tiết đầu tiên cho các bác những cái đơn hàng trong ngày hôm nay. Đó, rất nhiều và nhiều vô cùng luôn. Để em quay chi tiết đầu tiên cho các bác thì là một cái bông Vĩnh Khang. Vĩnh Khang thì nó rất là hot rồi. Và nó rất là đẹp. Và giá cả thì cũng rất là hợp lý. Thì trước khi vào quay cho các bác này, đơn số 12, em chia sẻ cho các bác là 2.500.000. Có nhiều bác là chưa biết cái mặt bông Vĩnh Khang là nó như thế nào. Thực sự nó rất là đẹp các bác nhé. Nó cũng là một cái phân khúc tầm cao thôi. Đó, mặt bông Vĩnh Khang rất là đẹp. Đấy, thì cái đơn này em chia sẻ cho các bác là 2.500.000, rất là đẹp các bác nhé. 2.500.000 đơn số 12, cực kỳ đẹp luôn. Nó là một cái kim chóp ngọn nhỏ thôi. Các bác nhìn cái ngón tay nó đã nó nhỏ như vậy thôi. Mà giá nó là 2.500.000. Đó. Tiếp theo thì là một cái bi Vĩnh Khang. Gồm không có số. Thì cái bi này thì nó cũng là một cái bi chóp ngọn, nó có hai mầm gốc các bác này, đang lên. Nó mất lá. Đó, thì cái kỳ này ạ. Để em chia sẻ cho các bác là một cái giá yêu thương nhất các bác có thể sưu tầm được là 1.500.000 các bác nhé. Nó cũng không kém gì cái cây bên cạnh ấy đâu, mà nó dễ hơn, hai mắt gốc to lố lố luôn các bác nhé. 1.500.000, rất là đẹp. Và tiếp theo thì một cái bi nữa, cái bi này cũng là 800.000. Nó nhỏ thôi các bác, nhưng mà nó rất là đẹp. Đó các bác nhé, nhỏ nhưng mà rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, nó là hạt bi thôi nhưng mà nó khỏe các bác nhé. Về các bác lấy mầm gốc 800.000 cho cái đường số 10. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ một cái bảo duy. Cái bảo duy này thì là một cái đơn số 4, nó mất lá rồi, mầm gốc vẫn còn nguyên bản. Thì em chia sẻ cho các bác dễ dàng sưu tầm chỉ với là 2.000.000 các bác nhé. Mặt hoa thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Đó, bảo duy thì nó đã ăn vào tiềm thức rồi của người chơi hoa lan rồi. Đó, mặt bông bảo duy khá là đẹp, 2.000.000, rất là đẹp các bác nhé. Đó, tiếp tục là một cái đơn số 5. Cái bảo duy này thì em chia sẻ là 5.000.000. Thì em cắt ra để chia sẻ mắt ngủ. Mắt ngủ này thì có 5 mắt. Bác nào lấy thì em lấy 5 mắt này 1.500.000 nhé. 1.500.000 cho 5 mắt này. Đó, bao kỳ cho các bác. Và cái khúc này thì em chia sẻ cho các bác cũng là 2.000.000. Đó, 2.000.000 luôn, rất là đẹp. Và tiếp tục thì là một cái đơn số 6. Cái kỳ này cũng khá là to, mầm gốc khá là khỏe. Em chia sẻ cho các bác cái giá là 3.500.000 các bác nhé. Và tiếp theo đơn số 7 em cũng chia sẻ là 3.500.000, rất lực. Và một cái đơn số 8 thì em chia sẻ là 5.000.000. Khi này đẹp hơn, khỏe, lực hơn, mập hơn, 5.000.000. Và tiếp theo là một đơn ngọc sơn cước, đơn số 10, em chia sẻ giá là 900.000 đồng. Đó, 900.000 đồng cho các bác ngắm qua một cái mặt bông ngọc sơn cước. Đó, rất là đẹp, 900.000 đồng các bác nhé. Và tiếp theo là một cái đơn ngọc sơn cước số 11, em chia sẻ cho các bác là với cái giá là 400.000 đồng thôi. Nó một mầm gốc đã lên, rất đẹp. Và tiếp tục là bảo duy, xin lỗi, bạch tuyết. Bạch tuyết thì hoa nó rất là đẹp rồi, các bác cũng đã được nhìn ngắm rất là nhiều rồi. Đó, bạch tuyết này thì em chia sẻ cho các bác là
đơn số 12 hôm em sẽ chia sẻ giá yêu thương, vì bạch tuyết bây giờ nó cũng rẻ rồi. Số 12 em chia sẻ cho các bác là 200. Nó đã lên một mầm gốc, vẫn còn một mầm. Và cái số này là số 13, hai cái mầm gốc đẹp hơn, em chia sẻ là 250. Đó, 250. Và cái số 14 em chia sẻ là 250. Và cái số 15 em chia sẻ là 250 các bác nhé. Đó, rất là yêu thương thôi, 250k. Và kỳ này toàn bộ là kỳ lách, nhưng mầm gốc nó rất là khỏe các bác nhé, 250. Tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác là 5 cánh trắng mắt trâu, rất là đẹp. Em chia sẻ cho các bác đơn số 16 này là 500.000 đồng, rất là đẹp luôn. Đó, 500.000 đồng cho số 16. Đó, rất khỏe luôn. Các bác ngắm qua cái mặt bông đó, nằm trắng mắt trâu thì xưa nó cũng rất là đắt, bây giờ thì nó rất là dễ chịu rồi, các bác có thể sưu tầm được. Đó, và cái đơn số 16 và cái đơn số 17 em chia sẻ cho các bác là 300.000 đồng, rất yêu thương. Đó, và cái đơn cuối cùng của 5 cánh trắng mắt trâu là 200.000 đồng, 200k các bác nhé. Đó, 200k. Tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác là cái đơn số 22 là một kỳ 5 cánh trắng thảo chi. Thảo chi thì nó cũng rất là đẹp các bác, và nó cũng rất là giá trị trong những ngày trưa. Bây giờ thì nó cũng rỉa, tất cả đều là rỉa theo hết. Đây, một cái bông thảo chi các bác ngắm này, thực sự nó rất là đẹp. Đó, cái đơn này được em bán 1 triệu. Thì hôm nay em chia sẻ cho các bác là cô chú một cái giá yêu thương 800.000 nhé, 800.000, 1 triệu em lấy các bác là 800. Rất là đẹp, rất là lực, khỏe luôn. Đó, một kỳ duy nhất thôi. Đó, một cái mặt bông này nó khá là đẹp. Tiếp theo thì em chia sẻ một cái kỳ vô thường. Vô thường thì các bác biết rồi, nó là một cái đơn 21, cũng khá là đẹp. Đó, mặt bông vô thường thì không phải nghĩ rồi. Đó, trước kia thì thực sự là rất là đẹp. Đấy, mặt bông vô thường khá đẹp các bác nhé. Đơn số 21 này, vô thường, hôm em chia sẻ cho các bác là 1 triệu đồng các bác nhé. Chỉ với 1 triệu thôi, đi vô thường rất là đẹp. Đó, mặt hoa đẹp, phải nói là đúng là vô thường và rất là bẹp. Đó, rất là đẹp, 21 là 1 triệu các bác nhé. Và em chuyển sang đơn số 20. Đơn số 20 này em cũng chia sẻ cho các bác là 1 triệu đồng, vô thường. Đó, và tiếp tục là một cái đơn số 19 vô thường, cũng đã lên mầm gốc rất là khỏe rồi. Em cũng chia sẻ cho các bác là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng cho cái đơn số 19 nhé. Mặt hoa thì các bác đã được ngắm rồi, thực sự nó rất là đẹp, đẹp phê pha luôn. Đó, tiếp theo thì em còn một đơn cờ đỏ, em chia sẻ cho các bác cái giá là yêu thương, hai mầm gốc đã lên các bác nhé. Đó, xin lỗi các bác là 3 triệu đồng. Đó, 3 triệu. Đây, mặt hoa thì quá phê luôn, cờ đỏ các bác nhé. Đó, 3. Đây các bác nhìn kỹ này. Đó, mặt hoa cờ đỏ rất nổi tiếng rồi. Số 18, 3 triệu, một kỳ duy nhất. Đó. Tiếp theo là một kỳ kinh bắc, một trong những phân khúc tầm cao, khá đẹp. Đơn này em chia sẻ là 13 triệu. Các bác nhé, 13 triệu Việt Nam đồng. Đó, một mặt bông kinh bắc cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, 13 triệu, rất là đẹp. Đó, và tiếp tục là đơn số 15, một kỳ người đẹp không tên, sắc nước nhân thành, mầm gốc đã lên rất là khỏe các bác nhé. Đó, và em chia sẻ cái đơn này là 2,5 triệu đồng. Và các bác cùng ngắm khuôn bông của cái người đẹp không tên này. Đó, 2,5 triệu. Và cái đơn số 14 vẫn là người đẹp không tên, cũng là 2,5 triệu, mầm gốc đã lên rất là đẹp. Và một kỳ juret rất là đẹp, đẹp phê pha luôn. Cái đơn này em chia sẻ cho các bác là 1 triệu 500 nhé, nó còn hai mắt gốc nữa. Đó, juret nhé, khá là đẹp. Đây các bác cùng ngắm cái mặt bông của juret. Đó, phê luôn. Đó, 1 triệu 500, hoa nó rất là nổi tiếng rồi.
Đó, rất đẹp các bác nhé. 1.500.000 thôi, yêu thương luôn các bác nhé. Đấy, các bác cùng ngắm. Nó đặc biệt ở cái đôi mắt và cái đôi cánh đặc trưng. Đó, tiếp theo thì là một cái kỳ võ tằng. Một cặp võ tằng này bác nào lấy thì em chia sẻ cho là 150.000 hai kỳ. Đấy, năm trắng võ tằng rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Đó, bẹt võ tằng hay còn gọi là năm cánh trắng võ tằng. Và tiếp theo một kỳ bẹt huyền diệu, em chia sẻ giá là 200.000 đồng. Đấy, một kỳ duy nhất thôi. Đây, một cái mặt bông bẹt huyền diệu rất là đẹp. Đó, chỉ với 200 thôi các bác nhé. Đó, mầm gốc đã lên rồi. Và tiếp tục em chia sẻ là ba cái kỳ bảo duy vừa tiền. Số 11, 1.000.000 đồng. Em lấy các bác là 800. Đó, 800. Số 12, 1.200.000, lấy các bác 1.000.000. Kỳ này là kỳ cuối vụ này. Đó. Và số 13 là 1.000.000, lấy các bác là 800 nhé. Đó, rất đẹp, mầm gốc vẫn còn nguyên, chưa làm gì. Tiếp theo là một kỳ hồng trung chi, một mặt bông cũng khá là đẹp. Đó, em chia sẻ cho các bác nhà mình là 400. Đó, hoa thì khỏi phải chê rồi các bác nhé. Đó, 400 hồng trung chi, hoa rất là đẹp. Đó, 400. Và tiếp tục là hồng phai, một bông hồng phai khá là đẹp. Đó, đơn hồng phai này này thì là 300.000 cho đơn số 15. Đó, nó rụng lá rồi, mầm gốc đã sưng hết rồi. Và số 16 hồng phai cũng là 300 các bác nhé. Hai cây này đồng giá là 300.000 một kỳ. Đây các bác ngắm hồng phai. Đấy, cái hồng phai này thì đặc biệt của nó là thân lá mít và mặt bông rất là đẹp. Đó, 300.000 một cây các bác nhé, 300. Tiếp theo là một cái đơn số 18 là một kỳ khổng tước. Kỳ khổng tước này thì em chia sẻ cho các bác là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng. Đó các bác nhé, rất là đẹp. Khổng tước 1.000.000 đồng. Đó, 1.000.000 đồng các bác nhé, rất là đẹp luôn. Mặt hoa cũng rất là đẹp luôn. Đó, khổng tước rất phê luôn. Đó, khổng tước này thì ngày xưa thì các bác biết rồi, rất là đắt luôn. Và bây giờ thì rất là hợp lý rồi. Đó, khổng tước 1.000.000 đồng. Kỳ này rất là lực, rất là đẹp. Đó, tiếp theo là một kỳ duy nhất, số 19 sen hồng Hàm Yên. Em chia sẻ là 350. Đó, một mầm gốc đã lên như hình, 350k. Và một kỳ số 20 hồng yến, một bông hồng yến này thì cũng khá là đẹp, em chia sẻ cho các bác là 100.000 đồng, có hai mầm gốc nhé. Hồng yến một mặt bông khá là đẳng cấp luôn. Đó, 100.000 đồng kỳ hồng yến này, một kỳ duy nhất thôi. Tiếp theo là đơn hồng Phú Quốc, là đơn 21, một mầm gốc đã lên. Đó, và nó đã rụng lá rồi, rất là khỏe, rất là lực luôn. Đó các bác nhé, nó rụng lá rồi nhưng không ảnh hưởng gì cả. Đó, em chia sẻ cho các bác một cái mức giá cực kỳ hợp lý là 300.000 đồng. Đó, 300.000 đồng thôi. Đó, mặt bông hồng Phú Quốc khá là đẹp luôn. Và đơn số 22 vẫn là hồng Phú Quốc, cũng là 300.000 đồng. Đó, 300.000 đồng các bác nhé. Đó, 300, một gốc đã lên như hình, rất là lực, rất là đẹp. Và cuối cùng là một cái đơn số 23 hồng sao hỏa, em chia sẻ cho các bác là 200. Đó, phê luôn, hôm qua em bán rồi một kỳ rồi. Đó, hồng sao hỏa rất phê luôn. Đó, các bác có thể lựa chọn tùy mặt bông của mình mà mình yêu thích nhé. Đấy, nó rụng lá thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Mùa nó rụng lá nó vẫn phải rụng, và mầm gốc rất lực. Đó, hồng sao hỏa, mặt bông này khá là đẹp luôn. Đó, 300.000. Và cô chú các bác các anh chị mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em. Và em cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị các bác đã quan tâm theo dõi. Đó, và em xin chào tất cả các bác nhé.